Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự hai trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 trong tháng 11 này dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Philippe Chaussier. Sau 8 tháng tuyển chọn và thử nghiệm, huấn luyện viên Chaussier đã xây dựng bộ khung cho đội tuyển Việt Nam. Thủ thành Đặng Văn Lâm được xem là ưu tiên số 1 trong khung gỗ, với kinh nghiệm và khả năng chỉ đạo hàng thủ quan trọng. Sự trở lại của Quế Ngọc Hải là tin vui, và bộ ba trung vệ dự kiến gồm Quế Ngọc Hải, Bùi Hoàng Việt Anh và Phan Tuấn Tài. Quế Ngọc Hải sẽ đảm nhận vai trò lệch phải, trong khi Việt Anh sẽ đá ở trung tâm và Tuấn Tài đóng vai trò trung vệ lệch trái để hỗ trợ tuyến dưới. Ở hành lang phải, Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh và Hồ Văn Cường là những ứng viên hàng đầu. Văn Thanh có thể được lựa chọn do phong độ tốt gần đây, và Xuân Mạnh thể hiện phong độ tốt khi chơi ở vị trí cánh trái hàng thủ của Hà Nội FC. Ở hành lang trái, Võ Minh Trọng cạnh tranh vị trí với Triệu Việt Hưng, với sự ưu tiên dành cho cầu thủ của câu lạc bộ Bình Dương. Đối với tuyến tiền vệ, huấn luyện viên Chaussier sẽ ưu tiên sự kinh nghiệm với Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Tuấn Anh. Hai cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu cùng đội tuyển.